Rồi tí nữa tôi sẽ phân tích cái mạch đấy xong, nó không cần dùng biến áp. Tiếp theo là chúng ta gọi là mạch là tăng áp đi. Người ta thường gọi là mạch DC, DC converter. Tức là biến đổi từ DC này thành DC khác. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi có một cái điện 12V và tôi muốn nâng lên 100V. Ắc quy đi. Dương đây, âm đây, 12V đi. Làm nào để tôi có điện 100V? Thì cái mạch thì người ta cho nó đi qua cuộn dây. Sau cuộn dây thì người ta cho nó mở xuống đất bằng một cái công tắc. Thì cái cuộn dây này người ta lợi dụng cái tính chất cuộn dây này. Mỗi khi mà công tắc này đóng một cái thì nó tạo ra dòng điện chạy qua cuộn dây. Sau đó cái công tắc này đóng vào một cái và nhả ra ngay. Thì vừa cái công tắc này vừa nhả ra một cái thì cuộn dây nó phóng ra một xung điện. Và người ta đo thấy cái xung điện ở đây này. Biên độ của cái xung điện nó lớn hơn điện áp đưa vào. Cái biên độ này thậm chí nó lên tới 100V. Nha, thậm chí nó lên tới 100V luôn. Và người ta cho cái xung điện này, người ta cái nhịp đóng này, người ta thay đổi cái nhịp đóng này, người ta có thể thay đổi được. Thay đổi nhịp đóng. Tức là tôi lấy ví dụ, thế này là gọi là thay đổi nhịp đóng này. Thế này so với thế này thì cái nhịp đóng ở dưới này nó nhanh. Nó nhanh gấp đôi. Ta hiểu không ạ? Thì cái này người ta gọi là thay đổi về cái gì? Tần số. Hai là người ta thay đổi về độ rộng. Người ta đóng thế này thì người ta có thể đóng dài hơn một tí. Dài hơn một tí. Thì người ta thay đổi cái kiểu này thì người ta gọi là thay đổi về độ rộng. Độ rộng. Khi người ta thay đổi về tần số hay người ta thay đổi độ rộng là người ta thay đổi được cái độ cao của cái xung ở đây này. Cao xung này. Và sau đó người ta cho cái xung điện này đi qua diode. Cái xung điện này ở đây này là nó nhận được cả xung âm, có cả xung âm. Cuộn dây là do cuộn dây nó có tính chất này. Tức là khi mà dòng điện một chiều đi qua cuộn dây và bị đóng mở xuống đất ở tần số cao thì ở đây nó sinh ra một cái xung điện có cả dương cả âm, tức là đường không vô nó làm đây này. Cho nên người ta phải cho đi qua diode. Người ta cắt cái âm này đi, người ta lấy cái dương này thôi. Và người ta phải dùng cái tu lọc. Và bây giờ chúng ta đưa vào đây cái trở tải ở đây. Chúng ta đo điện trở này, điện áp ở hai đầu thế này. Chúng ta thấy nó cao hơn ở đây. Và tôi có thể thay đổi được điện áp này bằng hai cách trên. Một là thay đổi tần số làm việc của cái công tắc này, và tôi thay đổi được điện áp này. Hai là tôi thay đổi cái độ rộng của cái xung này, tôi thay đổi điện áp này. Công tắc này trong thực tế nó là cái gì ạ? Nó là cái đèn công suất. Chúng ta lắp cái đèn MOSFET vào đây. MOSFET vào đây. Đây là con D, S, G. Để điều khiển con đèn MOSFET này làm việc thì chúng ta phải có cái gì ạ? Dùng ngay cái mạch giao đồng 3 số 5 ấy. Mạch giao động. Mạch giao động này thì chúng ta cấp nguồn vào đây. Thì bây giờ nguồn 12V vào cái mạch giao động này thì chúng ta cảm nó bớt đi, cho qua con điện trở nó cảm bớt đi. Thằng này nó mạch này nó dùng 5V. Đầu này đúng không ạ? Đầu này nó phát ra cái đây là cái chấn ao đây này. Có phải không? Tôi cứ cho là mua cái mạch giao động này nó chịu được 12V đi. Đây là chân gì đây ạ? GND, chân ao. Đấu vào đây một cái. Về đấu thử nhá. Về làm thí nghiệm được luôn đấy. Về thí nghiệm được luôn nhá. Mạch điện cực kỳ hay. Đây là mạch giao động 3 số 5. 555 đấy. Thì cái mạch này đi ở đây để về đấu đi cho chúng ta đấu được cái mạch này thì chúng ta giảm nó xuống 5V.
cho đi qua 7805 đi nhỉ. Được. Hay cho đi qua điện trở thôi, không cần 785 nó hơi cầu kỳ. Cho đi qua điện trở, chỉnh làm sao nó để đây nó thu được 5V. Tôi gọi đây là VCC 5V. Đây. Chân ao. Đấu vào đây. Thì trên cái mạch giao lộ này nó có hai cái chiếc áp để cho chúng ta chỉnh tần số đấy. Chỗ này này. Bây giờ mọi người ngoáy chiếc áp này để nó thay đổi tần số. Tần số càng cao điện áp này nó ra càng cao. Nhá. Nếu như chúng ta tăng tần số này lên hàng chục kHz thì lúc đó cái cuộn dây này không cần phải nhiều vòng. Cuộn dây này chúng ta chỉ cần quấn được khoảng chục vòng thôi. Và điện áp này nó có thể lên đến 100V. Đầu kia là 12V, đầu này có thể lên 100V. Thay đổi tần số thì thay đổi điện áp ra. Thì cái mạch này người ta gọi là mạch tăng áp. Đầu này cũng là DC 12V. Đầu này cũng nhận được DC, nhưng có thể thay đổi, chắc chắn là cao hơn 12V, thậm chí lên tới hàng trăm volt được. Người ta chỉ thay đổi mỗi cái tần số làm việc của cái mạch này, tần số làm việc con này, mà người ta tạo ra cái điện áp này nó có thể gấp 10 lần đến gấp 20 lần đầu vào đấy nhá. Mạch đơn giản không? Mạch này mua 25.000, 25k, con này cho 5k đi. Cuộn dây này cuốn lấy, lấy cái lõi ferrit để cuốn này. Nếu mà cuộn dây này là lõi ferrit thì cho ta phải cho cái tần số này vài chục kHz. Còn nếu mà để tần số thấp nó chết con này. Còn nếu mà cho cái lõi thép thì chúng ta để tần số khoảng vài kHz. Về thử xem, cho cái lớp tần số cao nhất ấy, nó lên đến vài chục kHz, đảm bảo chỉnh cái này ra tần số cao, thay đổi tần số của cái điện áp đây, thay đổi ngay. Mà thích nó lên 100V là nó ra 100V. Phải cái mạch bút bấp mà họ hẹn. Đây chính là mạch bút gì đó. Đây là mạch tăng áp lên gì đó. Hay không? Về tính điện được luôn. Ngoài ra lưu ý con diode này là phải diode xung. Nha. Điện xung và tụ này phải chịu được điện áp cao hơn điện áp đầu ra hàng trăm volt. Đầu này là áp quy 12V hoặc là cái nguồn DC 12V, nói tóm lại đây là DC 12V hay là DC bao nhiêu volt cũng được, miễn là đầu ra này nó sẽ dâng lên. Dòng với lại công suất của nó phụ thuộc vào con nào? Dòng nó phụ thuộc vào cuộn dây này và con đèn. Dòng mạnh hay yếu là phụ thuộc vào cái này. Cho dây thật to vào, con đèn này công suất lớn thì nó ra được dòng lớn. Đây nó là cái nguyên tắc của cái mạch kích ắc quy đấy. Hiểu chưa? Nó thích cho ắc quy kích lên hàng mấy trăm volt là cái mạch đây này. Cái bo dao động này chúng ta mua 25.000 về thí nghiệm nhá. Đèn này 5.000. Cuộn dây này về cuốn đấy, lấy cái loại ferrit cuốn các bạn. Cuốn đấy. Hoặc là lấy cái cuộn biến áp xung, lấy cái bên thứ cấp thôi chứ không cần bên sơ cấp. Lấy cái bên thứ cấp mà nó ra mấy volt. Sau đó đây là con đĩa xung nhá. Sau là đấu cái tụ này thở nhá, về thử đi. Đấu vào xem là đầu ra nó lên gầm hơn đầu vào. Sau đó mình chỉnh tần số. Tần số càng cao thì điện nó ra càng cao. Yeah. Và tất nhiên là nó có hai cách để thay đổi điện áp ra. Một là người ta thay đổi tần số, người ta thay đổi cái FF này. Hai là người ta thay đổi cái độ rộng của xung, là nó thay đổi áp ra. Vừa rồi tôi phân tích mạch tăng áp rồi, bây giờ lại hạ áp để nắm chuyện nhé. Tăng áp rồi giờ lại hạ áp. Thì bây giờ lại thế này, mạch tăng áp hạ áp này liên tục cả ở trong điện tử cao cấp bây giờ, thiết bị điện tử cao cấp bây giờ. Hạ áp ví dụ nguồn xung đi 300V DC đây. Từ đây nhá, đi qua cầu trì, qua lọc nhiễu cao tần,
chở hạn dòng qua cầu lọc trên cái tụ được bao nhiêu vô đây ạ? 300V DC. Nhá, 300V DC. Bây giờ không vẽ IC nữa mà vẽ cái công tắc. Lại cho cái công tắc, lại cho đi qua một cái công tắc. Đi qua một cái công tắc trước. Rồi đi qua cuộn dây sau. Lọc trên cái tụ. Vẫn là mát chung nhé. Mát luôn này. Cho chung thì mát luôn. Mát đây nó thông đây. Đại khái thế. Thì đây nó ra bao nhiêu con? Thu ra. Đấy. Đấy, mỗi thế này thì thành hạ áp này. Nhá, đây là hạ áp này. Thế cách thức tạo ra điện áp thấp nhưng lại dòng cao. Cái hạ áp ở chỗ này nó có cái hai cái như này. Sau khi đi qua cái mạch này thì dòng ở đây là 0.1A. Đây là 300V DC với dòng 0.1A. Thì cái công suất tiêu thụ là bao nhiêu? U nhân với Y bằng công suất đầu vào là 300 nhân với 0.1 bằng 30W. Nếu tôi lấy ra ở đây điện áp 15V thì tôi có thể tạo ra được một cái dòng gần 2A. Nếu như cái nguồn này tổn hao bằng 0 thì cái dòng ra đây nó sẽ là 2A. Nhưng mà tôi cứ cho là cái nguồn này nó có tổn hao đi thì tôi ra cái dòng này là 1.5A. Nó khác không? Tức là đây là cái mạch gì? Hạ điện áp cao xuống điện áp thấp nhưng mà được dòng lên. Nên điện áp thì thiệt nhưng mà dòng thì tăng. Dòng tăng. Tổng hai cái thằng này P ra, P đầu ra bằng U đầu ra nhân Y đầu ra thì vẫn được khoảng 22W. Tức là tổn hao mất mấy watt đấy, đại khái đấy. Nó ra được dòng 1.5A thoải mái luôn. Thế tại sao nó lại hạ được áp và tại sao nó lại tăng được dòng? Cái nguyên tắc hoạt động của cái công tắc này như thế nào? Bây giờ công tắc này chập vào một cái thì điểm này có bao nhiêu vôn? 300V. Chập vào một cái nhả ra ngay. Thằng này có một cái biên độ 300V. Sau một lúc mà nó lại chập một cái, nó lại nhả ra, lại được một cái xung 300V. Mỗi thằng này chập một cái thì được cái xung 300V, chập một cái được cái xung 300V. Và bây giờ nó thu được điện áp giả sử 10V. Tôi lấy ví dụ này. Trong thực tế cái xung này nó thời gian nó rất ngắn nhưng nó có biên độ lên tới 300V. Sau khi cái xung này nó có biên độ 300V, nó đi qua cuộn dây này mà chưa có tụ này nhé. Cái cuộn dây này có cái hay cái này, xung điện nó đi qua đầu bên này, tôi thu được một cái điện áp nó thế này. Đấy. Nó đổi từ cái xung này thành cái này, đi qua cuộn dây. Nhá. Anh nào có máy hiện sóng như thế, đi qua một cuộn dây cái xung này nó tự nó biến thành cái xung căng cưa. Và nếu như chúng ta lấy cái tụ này chúng ta đấu nó vào, lập tức cái xung căng cưa là nó duỗi ra thành điện áp một chiều phẳng. Thấy chưa? Bây giờ muốn tăng điện áp lên gấp đôi thì làm nào? Chập cái này mau hơn để trong một
khoảng thời gian nó được nhiều cái xung này hơn. Thấy hiểu không ạ? Lập tức điện áp này gia tăng gấp đôi. Người ta gọi là gì ạ? Tăng về tần số. Thấy hiểu không ạ? Cách thứ hai là người ta không muốn tăng tần số mà người ta lại vẫn muốn điện áp gia tăng. Thì lúc nãy người ta chập vào 1 mili giây thì bây giờ người ta chập vào 2 mili giây. Hiểu chưa này không ạ? Chập vào 2 mili giây. Chập vào 2 mili giây. Thì điện áp gia cũng tăng gấp đôi. Thì người ta gọi đây là tăng về độ rộng. Thấy hiểu không ạ? Và như vậy là nó có hai cách để thay đổi áp gia. Một là thay đổi về F. Hai, thay đổi về độ rộng Y. Hai cái này nó có nào thay đổi dòng? Cái dòng nó lại phụ thuộc vào cái cuộn dây này là chính. Và cái sự chịu đựng của cái này. Anh muốn dòng lớn này cho cái cuộn dây này dây thật to. Và anh cho cái dòng con này nó chịu được lớn thì nó là dòng. Chứ còn cái này nó chủ yếu là phụ thuộc điện áp. Cái thay đổi cái này nó chủ yếu là thay đổi điện áp. Bây giờ như này, khi cái xung điện nó đi qua cuộn dây thì thằng này nó lại cãi. Mỗi cái xung điện này đi cho đi qua cái một cái nút ngắt của nó, thằng này nó phóng ngược lại một cái xung. Cho nên điểm này đo được không phải là chỉ là thế này không. Không phải thế này. Đây là không mà nó tụt xuống thế này, chập vào một cái như này nhá, thì nó lập tức nó có cái xung này. Nhưng thằng này vừa nhả ra một cái, thằng này nó tụt xuống này. Đấy, tôi phải dùng máy hình sóng tôi kiểm tra nó mới thấy tụt xuống này. Đấy là do thằng này, do thằng này. Nhưng mà nói cái khác là cái xung này làm sao, tại điểm này làm sao, không nghĩa là không không mà là có cái âm, cho nên là nó mới làm sao không cắt cái âm này đi ấy, thì nó chui ra đằng sau cuộn dây và lúc đấy cái xung thằng cưa nó thế này, nó có cả dương có cả âm. Và với một cái xung thằng cưa có cả dương cả âm thì sao, nó đi qua tụ, nó đi qua tụ chứ không phải là nó tụ lọc. Lúc này tụ là thành cái tụ dẫn điện và hóa thành chậm mạch. Thế bây giờ giải quyết bằng cách gì ạ? Cho một con điếc vào đây. Anh điếc này phải to nhé, điếc này bé nó chết đây. Thì lập tức cái xung này nó bị cắt đi. Cái điếc phải mắc ngược lên nó mới có tác dụng tập trung. Đúng rồi. Âm thoát qua đây, nó giữ lại cái xung dương và cái thằng áo âm ở đây nó thoát qua đây. Hay là cái khác, điểm này đang có không. Nếu ở đây âm thì điện nó đi qua đây để nó vào nó hết cái âm này đi. Nó trung hòa hết cái âm này đi. Được chưa? Bây giờ nói điện âm đi qua điốt thì khó hình dung. Nhưng mà bây giờ nói điện âm qua điốt mà đầu bên kia nó đang trực sẵn 0V. Mà bên này âm, lập tức nó điện nó đi từ 0 sang âm. Hiểu chưa? Để nó hết cái âm đi, nó trung hòa cái âm đi. Đấy nhá. Thì người ta gọi là điốt này là gọi là điốt thoát xuống âm. Sau khi nó cắt được cái đuôi này đi rồi thì đầu ra của cuộn dây này nó cũng không còn cái đuôi này nữa. Và như vậy là cái tụ này trở thành tụ lọc, nối các cái đỉnh vào nhau. Vấn đề bây giờ là cái này là cái gì ạ? Cái công tắc này cái gì ạ? Là con đèn. Là con đèn MOSFET. Và người ta thường là sử dụng đèn thuận. MOSFET thuận. Đây sẽ là S, đây sẽ là D và đây sẽ là G. Thế bây giờ để điều khiển cái thằng MOSFET này thì phải làm gì ạ? Lại phải có dao động. Lại phải dao động, lại phải cấp nguồn vào đây. Đây để cho nó phải điện áp cao, người ta có cái con trở hàn dầu đây. Đấy, nói tóm lại
nó tạo ra cái xung điện được báo ở đây, điều khiển con này. Để nói tóm lại nó mạch lên như này, chúng ta tạm hiểu như vậy. Đúng rồi. Phát ra một cái xung để mở con này. Con này bây giờ là quay cái, đây cái công tắc. Đây. Và để thay đổi thời gian mở hay là thay đổi độ rộng cái xung hay là tần số xung thì người ta đưa điện áp về, người ta chế thêm một cái chân, người ta gọi là chân gì đấy ạ? FB. À, ok. Thay đổi FB này chính là thay đổi độ rộng xung hoặc là thay đổi tần số xung. Và nếu người ta muốn điện áp ra nó cố định thì người ta lấy cái điện áp đầu ra này này, người ta cho nó hồi tiếp về qua một cái mạch thế này. Đấy. Thế là người ta cố định điện áp ra. Thế bây giờ cái con này bây giờ tôi đóng gói nó vào. Tôi đóng gói nó vào. Tôi thò nó ra mấy chân này. Thì nó thành y sinh nguồn chưa? Hả? Thành y sinh nguồn ngoài khi học chưa? Đây là FB trừ đây là G là D. À chứ cái con mạch kiểu này thì nó không có chân xuống mát đâu nhá. Nó không có chân xuống mát. Nó không có chân xuống mát, nó chỉ có chân D. Sau này người ta gọi chân này là chân D này. Mặc dù S hay D thì cái này bây giờ trong này không quan trọng, người ta gọi đây là D này. Cho nên là ở đây người ta có thể dùng đèn thuận, đèn ngược, cái đấy là tùy người ta thiết kế. Mà người ta gọi đây là G là D này. G là D, người ta không gọi là S, người ta gọi là G là D ở đây. Mặc dù G là D không phải là mát nhé, nhưng người ta cứ gọi như vậy. Và có thêm một cái mạch nữa là người ta gọi là chân gì đây ạ? VCC. Và cái thằng VCC này nó thường lấy này. Nó thường lấy điện từ đây này. Nó lấy điện từ anh đầu ra này quay lại. Nếu như anh đầu ra này là điện áp 10V, 15V trở xuống khoảng 12-15V thì người ta lấy luôn cái điện áp đầu ra này, người ta quay lại, người ta nuôi cái chân này. Và từ cái chân này người ta lại lọc với cái này. Đấy. Chứ không phải là lọc với mát nhé. Đấy, nó như thế này luôn này. Nhá. Bây giờ người ta không muốn hồi tiếp cả cái điện áp này về thì người ta phân áp nó ra qua cái cầu phân áp. Và đầu này, tôi lấy ví dụ đầu này là một con trở, đầu này là con trở, lấy điểm này đóng ở đây, điểm này là đóng ở đây này. Thế còn người ta đưa cả về thì người ta dùng cái điếu này. Đấy, tôi vẽ như này nó đã thành sinh nguồn chưa ạ? 300V ở đây ra 15V ở đây. Đấy. Để cho điện áp 15V để ổn định, người ta có hồi tiếp về chân FB này. Mục đích hồi tiếp về chân FB để thay đổi tần số hoặc thay đổi độ rộng xung, và người ta giữ được điện áp ra không thay đổi, trong khi điện áp vào thích thay đổi thoải mái, thay đổi từ 150 đến 350 cũng được. Đầu ra này thích dùng nhiều cũng ít, miễn là không quá 1,5V, à 1,5A là được. Anh dùng 0,1A nó cũng chiều, mà anh dùng đến 1,5A nó cũng chiều. Thấy chưa? Anh muốn tăng dòng lên thì anh làm ạ. Anh lấy cuộn dây khác anh đắp vào đây, anh lấy cuộn dây to đùng anh đắp vào đây và anh thay con công suất này to hơn là nó tăng được dòng. Thế còn điện áp ra thì phụ thuộc vào tần số và độ rộng xung. Thì chính là phụ thuộc cái này. Điện áp ra bao nhiêu là phụ thuộc cái này. Nhá. Tôi thích đưa cái áp điều khiển về chân FB ấy. Nó thay đổi thì áp ra nó tức là khi chân FB trừ nó thay đổi điện áp thì nó thay đổi tần số đóng mở của cái con đèn, hoặc nó thay đổi cái độ rộng của đóng mở con đèn và nó thay đổi áp ra. Nên ta hiểu cái mạch này chưa?
Đây là hạ từ 300V xuống 15V. Thế bây giờ lại có cái kiểu là hạ từ 15V xuống 5V à. Cũng dùng nguồn xung. Thì lại theo cái tính chất này 15V lại cho đi qua, lại đi qua công tắc, lại đi qua cuộn dây, lại lọc, lại thành 5V. Thì mạch này khác mạch kia ở cái gì? Khác mạch kia ở cái gì? Đầu vào thấp hơn đầu ra đúng không nhỉ? À đầu ra đầu vào thấp hơn cái mạch kia đúng không nhỉ? Đầu ra thì tức là chênh lệch đầu vào đầu ra ít hơn. Thì với cái mạch kiểu này thì người ta dùng cái con đèn này này có cái u móc nó thấp hơn và cái y cao hơn. Ở đây có cần dao động không? Có cần dao động. Thằng này thì có chân mắt nhá, hạ thấp này có chân mắt và đây thay vào con đèn. Đây thì con này là thường con cắt thôi. Đây đóng gói nó vào thành IC. Và cái con điếu này nó nằm trong IC luôn. Điếu là nằm trong IC luôn. Đóng gói vào thành IC luôn. Muốn biến áp ra ổn định ở 5V này thì lại có một chân FB. Chân FB này lại lấy biến áp ra rồi tiếp qua một con điếu sender, con quay trở hàng dòng, lấy đầu ra quay lại. Xong, để đem về trừ. Đây 15V vào DC, 15V DC vào đây, 5V ra. Khác nhau cái nguồn này, cái nguồn này với nguồn 300V là cái gì? Đầu vào thấp hơn thì cái P vào với P ra nó thế này này. Tôi lấy ví dụ P vào, P đầu vào bằng 15V. Ví dụ dòng đầu vào là 1A nhân 1A bằng 15W. P ra thì bằng bao nhiêu? P ra thì bằng 5V thôi, nhân với anh không thể là tạo ra công suất ra lớn hơn công suất vào được. Ta hiểu không ạ? Cho nên là anh không thể nhân với 3A được. Nếu mà nhân 3A thì nguồn này thành lý tưởng, tức là vào công suất bao nhiêu ra với nhiêu thành lý tưởng. Bao giờ anh thì thiệt thì tí, anh thì ra được 2.5A thôi thì đây là nhân bao nhiêu? Anh thì ra được khoảng 12 thôi. Ra 12 là lý tưởng rồi. Thì anh nhân với khoảng 2.4A. Hay nói cách khác bây giờ là đầu ra này nó có thể cho ra được 2.4A trong khi vào 1A. Tức là vẫn là cái nguồn đánh đổi thôi. Điện áp từ cao xuống thấp và dòng từ thấp lên cao. Thế nhưng mà cái sự chênh lệch càng ít thì dòng cũng chênh lệch ít. Tôi hiểu ạ? Thứ hai là với cái con này này thì cái u vào u ra nó chênh nhau ít, cho nên là cái u mắc này này nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn. Cái thứ hai là cái dòng đầu vào nó tương đối cao, cho nên cái y mắc thì nó lại sao? Cao hơn. Thấy hiểu không ạ? Hiểu chưa này ạ? Cho nên con IC này mà lắp vào IC 300 có được không? Chết ngay lập tức, bởi vì nó khác nhau về u mắc và y mắc. Thấy hiểu không? Cũng là hạ từ cao xuống thấp, nhưng mà thằng này cái u mắc nó thấp hơn, y mắc lại cao hơn. Nhá. Hiểu chưa này ạ? Ok. Bản chất thì như nhau, nhưng mà cái đèn nó khác nhau về thông số, cho nên là lắp vào nó chết. Thay cũng trở được. Bây giờ mà thay một con IC là mà đa năng, tức là chơi được cả công suất à, cả dòng vào cao, cả dòng vào thấp và chịu được cả điện áp cao, cả điện áp thấp thì nó lắp được cả hai loại nguồn. Và nó thay đổi một cái gì ạ?
nó là cả hai loại nguồn luôn đấy. Hai loại cái khác bây giờ mà con này nó chơi được khi mắc tăng lên 300V à, thành 600V để nó chơi được, thay vào đây là 300V để nó chơi được. Lúc đấy là điện áp nó dâng lên thì sao? Lại đè cái thằng này xuống, lại đi về đây nhiều, lại đè cái giao động xuống, đè cái tần số thấp xuống. Thấy hiểu ạ? Đấy cho nên là bây giờ cái nguồn book nhá, nó chế ra cái nguồn book để chúng ta mua về chúng ta đấy nhé. Một là chúng ta chỉnh được đầu ra, thay đổi từ 1 đến 6V đến 7V, 2 từ 2 đến 7V thì là chúng ta chỉnh ở đâu ạ? Nó làm một cái chiếc áp đây này, chỗ này nó có một con yếu rồi nhá, xong nó thêm một chiếc áp nữa đây, tức là nó không lấy cả cái chỗ này đưa về mà nó lấy một phần. Chiếc áp nó đặt đây này, nó chỉnh như vậy là đầu ra thay đổi từ 2 đến 7V. Đầu vào nó bảo là anh thích nắp bao nhiêu cũng được, miễn là đừng thấp quá và đừng cao quá, anh nắp từ 7V cho đến 40V nó đều ok hết. Đấy, đang đúng không? Tự cái mạch này điều chỉnh hết, điện áp ra bao nhiêu là do cái mạch này, và nó yêu cầu là gì, anh dùng bao nhiêu thì dùng, như công suất đầu ra anh đừng quá 5W, hay nói cái khác là nếu anh lấy ra 5V thì anh đừng dùng quá 1A, hiểu chưa? Còn nếu như anh lấy ra có 2V thì anh được phép dùng 2A, 2.5A. Anh lấy ra điện áp càng cao thì anh phải dùng dòng giảm đi để cho công suất nó không bị vượt. Đấy. Bạn có biết nghề điện tử, điện lạnh, máy tính, điện thoại có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày? Nếu bạn chưa biết thì hãy bắt đầu ngay từ những giáo trình điện tử cơ bản hoàn toàn miễn phí phát trên kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa và Học nghề trực tuyến.vn do kỹ sư Xuân Vĩnh giảng dạy. Khi đã có kiến thức căn bản, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội với các khóa học nâng cao trên website hocnghetructuyen.vn. Trên website hocnghetructuyen.vn đã có sẵn hàng chục khóa học video đào tạo kiến thức chuyên sâu về điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop, điện thoại, có hướng dẫn thực hành sửa chữa các pan mệnh mẫu, giúp bạn học đến đâu là làm được ngay đến đó. Hiện website vẫn đang liên tục cập nhật các giáo trình mới hàng ngày để phục vụ các bạn yêu nghề. Trong quá trình học các khóa học trên website, bạn có thể trao đổi với giáo viên bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn sẽ được trả lời ngay tất cả những vướng mắc trong quá trình học tập. Nếu bạn đã làm thợ, bạn luôn tìm các khóa học mới trên hocnghetructuyen.vn giúp cho bạn luôn là người tiên phong làm chủ kỹ thuật. Ngoài ra, trung tâm còn liên tục mở các lớp học nghề tại chỗ, học tại Hà Nội, các nghề điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop, điện thoại. Để tìm hiểu thêm về các khóa học, bạn vui lòng liên hệ các số hotline 0964 027 299 hoặc 0936 327 789 hoặc 0936 927 789. Website hocnghetructuyen.vn và Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa đã giúp cho hàng vạn học viên có việc làm ổn định, hàng ngàn học viên đã mở cửa hàng và có thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.